cô. Dạ chào cô ạ. À. À, mời cô ngồi. Dạ chào chị. Xin mời chị ngồi. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào MC Lê Lộc. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Tứ, quê ở Đà Nẵng. Năm nay tôi 60 tuổi. Hiện nay là tôi ở nhà làm nội trợ. Cô từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh luôn đó hả? Từ Đà Nẵng vào dạ. đây. Dạ. Wow. 60 tuổi trẻ quá hả? Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình. À. Xin chào Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Em tên là Nguyễn Phan Thanh Trúc. Năm nay mình 33 tuổi. Hiện là đang kinh doanh tự do. Hôm nay là mình làm dâu của mẹ, về nhà làm dâu của mẹ là được khoảng 5 năm rồi. Và mình có hai cháu. Một cái ngày đầu tiên cô còn nhớ á, là cô gặp cô con dâu này, cô ấn tượng điều gì nhất? Hồi đó là tại vì là cô là ở Đà Nẵng mà con trai cô nó đi học ở Sài Gòn, rồi nó quen biết trong này thì con trai cô nó ở nhà của dì ruột của nó, thì cô vô đó cái nó dẫn Trúc về, cô cũng nghĩ đó là bạn gái của nó, thì cô thấy con bé này sao mà nó nhỏ dữ vậy, nhưng mà cô thấy nó hiền lành, dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ. Trời, không biết là đối với chị thì chị có ấn tượng gì khi lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Như mình á, thì lúc đầu mà gặp bác á, hồi đó mình gọi là bác. Khi mình mới qua nhà, mình chào bác xong cái mình ngồi ngay cái ghế đó. Thì lúc đó là bác đang chơi game trên máy tính á, trên Pokemon. Cái mình dạ con chào bác. Thì lúc đó mình nghĩ, trời, không biết bác có dễ hay khó tính. Mình cũng ngồi, cái bác cũng ngồi bác chơi, bác cũng không nói gì với mình cũng ngồi im re mình đâu. Đổ mồ hôi hột rồi. Cái sau đó khi bác xong rồi, cái bác quay qua bác rồi bác hỏi chuyện. Thì lúc đó là hai bác cháu bắt đầu mới trò chuyện với nhau. Thì lúc đó mới cảm thấy là bắt đầu mới cảm thấy là thoải mái ra một tí. Và ấn tượng của mình ban đầu là mẹ cũng rất là khó tính. Dạ. Lúc đó mẹ đang đi bắt Pokemon. Nó hơi căng. Bắt được rồi nó vui. Trời hơi nó, rồi. Chứ bữa đó bắt không được là cũng hơi mệt đó. Rồi sau đó về làm dâu thì có thấy mẹ khó không? Dạ không. Cái giai đoạn mà em về làm dâu thực ra là lúc em ở trong Sài Gòn này. Rước dâu về xong, làm đám cưới xong ở ngoài Đà Nẵng á. Thì em về nhà ba mẹ ở được 3 ngày. Là xong đó là phải thu xếp công việc để vô Sài Gòn. Bắt đầu lại hai vợ chồng lại đi làm. Mà không, cũng không có trăng mật, không có gì luôn. Thì trong vòng 3 ngày đó về nhà thì cũng nói chuyện với mẹ, với ông ngoại, với ba chồng. Và cảm giác của mình khi mà về mình cũng rất là thoải mái. Nhưng con dâu dạ. Ở Sài Gòn về Đà Nẵng nấu ăn, nấu cô có ăn được không cô? Nó cũng ít nấu. Tại vì là cô là người miền Trung, cô ăn mặn. Dạ. Còn con dâu nó ở Sài Gòn nó ăn nhạt hơn. Nó nấu thì nó chỉ có cái không hợp nhau là cái chỗ mà nó mặn nhạt thôi. Trong những ngày làm dâu đó cô có hài lòng với con dâu của mình không? Dạ, rất là hài lòng. Coi như cưới được con dâu này là giống như mình cũng có thêm một đứa con gái. Tại vì mình chỉ có hai đứa con trai. Mình coi nó như con gái mình vậy. Mình thương nó nhiều lắm. Nhưng mà chắc là chưa bao giờ mình nói được cái tiếng là mình thương con ấy. Có lẽ qua chương trình này là mẹ muốn nói với con là mẹ rất là thương con. Và mẹ rất là cảm ơn con đã làm dâu mẹ. Và đã sinh cho mẹ được hai đứa cháu nội. Wow. Có vẻ hai người hợp nhau quá nhỉ. Dạ, nói chung là hai mẹ con em á, thì cũng hợp nhau rất là nhiều vấn đề cuộc sống. Nhiều khi ra chợ mua đồ, mua cái áo, cái quần, hai mẹ con cũng rất là hợp. Ra chợ, cái này giảm giá hay cái kia. Hai mẹ con cũng xách nhau ra đi ra mua, lựa cho mẹ, lựa cho con. Giống như là bạn nha. Hai mẹ con đều thích đồ khuyến mãi hết. Thành ra là nó đi mà thấy đồ khuyến mãi là nó kêu mẹ. Bữa nay có khuyến mãi mẹ. Đây nè, đây cũng thích đồ khuyến mãi. Phụ nữ hả cô hả? Bên này không thích đồ khuyến mãi, thích đồ cho luôn à. Rồi hai mẹ con mình ở xa nhau vậy thì có hay tâm sự với nhau không chị? Dạ thì về tâm sự thì có lẽ là em với mẹ ít có dịp mà nói chuyện. Có nghĩa là có một khoảng thời gian khi mà mẹ vô Sài Gòn mẹ chăm cháu giúp em á, thì lúc đó em có bầu đứa thứ hai, thì đứa lớn mới có được khoảng hơn một tuổi rồi là em lại có bầu. Thế là mẹ từ Đà Nẵng mẹ cũng vô mẹ chăm, mà lúc đó có một cái thời gian mẹ vô mẹ chăm, mẹ phụ em rất là nhiều. Sẵn đây con cũng rất là cảm ơn mẹ. Trong cái khoảng thời gian đó là mẹ cũng phụ giúp đỡ con rất là nhiều cái công việc mà con không học trực tiếp con làm được. Có khi nào mà cô vô chăm cháu rồi con dâu làm cô giận được cô về luôn không? Không, con dâu thì chưa làm, nhưng mà con trai thì có.
Có một lần cô vô cô chăm cháu, bà mà thà ép cháu ăn. Cái xong có lần cái cô ép cháu ăn, cái coi như cháu bị sạc á. Cái bà nó thì la bà, tức mình la bà, la nặng lắm. Cái xong bà giận, bà bỏ bà đi luôn. Bà đi qua nhà cháu bà ở, nhưng mà bà trốn. Bà đi giống như đi trốn, bà không cho ai biết, không cho ông nội ngoài Đà Nẵng biết luôn nè. Cái xong ba nó coi như là ông xã của này của Trúc á, mới gọi điện hỏi tùm lum ở trong Sài Gòn, không có ai, không biết chủ mua hay ai, cũng kêu không có ai. Lúc đó quan trọng là cô dâu suy nghĩ thế nào khi mà mẹ chồng mình bỏ đi. Dạ lúc đó thì thực ra lúc đó em không có ở nhà, em cũng không có, nhưng mà không có hiểu được là cái vấn đề tình hình như thế nào. Mà ngày về thì nghe ba nói vậy, cái nói ông xã thôi ông gọi bà nội đi, kiếm bà nội ở đâu, nó giờ qua xin lỗi bà nội. Cũng gọi không được, cái hỏi qua gọi qua dì Lộc, gọi cho mấy chú ở đây cũng kiếm không được, cái gọi cho ông nội. Tóm lại là mâu thuẫn mới xảy ra từ con trai chứ không phải là con dâu. Dạ con chứ dâu. Bao giờ con dâu là người ở giữa để xoa dịu cái căng thẳng ở giữa hai mẹ con ruột không? Sau là con dâu nó đi tìm đấy, nó đi tìm về, nó xin lỗi, nó trở về. Con trở về. Dạ. Nhưng mà con dâu á có quan tâm đến mẹ chồng nhiều không? Quan tâm thì cũng bình thường, chứ cũng không có phải là quan tâm nhiều lắm. Ví dụ như là đi chơi ở đâu thì đi siêu thị dẫn mẹ đi, rồi đó rủ mẹ đi đi chợ, đi siêu thị vậy. Nói chung là về quan tâm mà chia sẻ với mẹ thì em cũng ít gọi điện cho mẹ, nói chuyện với mẹ và hỏi là mẹ có khỏe hay không. Rồi thí dụ những cái dịp đặc biệt thì mình có làm những điều gì đó bất ngờ dành cho mẹ chưa? Dạ hầu như là cũng chưa ạ. Mà kể cả sinh nhật của mẹ nhiều khi em cũng quên luôn nữa. Phải thú nhận mình là mình cũng hơi là vô tâm, hơi hời hợt. Nhiều khi cả với mẹ ruột em cũng vậy. Không phải đổ lỗi là do mình không có thời gian được, nhưng mà do là nhiều khi cái tính của em nó như vậy á. Như là em không có chia sẻ được với mẹ. Ngại chia sẻ. Em rất là ngại chia sẻ. Vậy thì 5 năm qua con nó không có lo sinh nhật cho mình, nó cố nhớ gì hết trơn á. Có bao giờ cô chạnh lòng không? Mình suy nghĩ nếu như mà con dâu mà nó quan tâm đến mình, nó tổ chức cho mình một cái gì thì mình rất là vui. Đúng rồi. Mình cũng mơ ước là nếu như mà ngày sinh nhật của mình, chỉ cần nó tặng mình một cái hoa, hoặc là nó ghi một cái lời chúc mừng để nó mừng ngày hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, thì mẹ cũng rất là vui. Nhưng mà có lẽ là con dâu nó cũng không nhớ được cái điều đó. Bây giờ em có nhớ ngày sinh nhật của mẹ ngày nào không? Dạ, ngày 1 tháng 1. Ngày 1 tháng 1 đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Đó, thấy chưa, nhớ ngày 1 tháng 1 mà không có mua cây đèn cầy với lại một cái bánh kem. Thôi vấn đề chỗ thế này nè, cần quan tâm mẹ chồng nhiều hơn nữa. Bởi vì nói gì nói thế chưa, mẹ vẫn ước mơ là được một lần tổ chức sinh nhật, được một cái hoa gì đó. Hay có vẻ em tiết kiệm quá, không có tổ chức luôn. Dạ không phải đâu, tại vì có một vấn đề là hồi lúc quay lại cái vấn đề mà hồi xưa em mới gặp mẹ, là gặp mẹ được 2-3 lần thôi. Cái lúc đó em cũng qua em chơi, thì mẹ cũng ở trong Đà Nẵng, mẹ vô Sài Gòn mẹ chơi. Cái thế là em qua chơi em thấy mẹ có cái bóp tiền, nhưng mà mẹ để bằng cái bóp mà dạng hồi xưa nó kéo kéo kìa, em thấy nó cũ rồi. Cái thế là thôi em thấy mẹ cũng sắp về, cái thôi em ra ngoài em mua cho mẹ một cái bóp cũng bình thường thôi, cũng em tặng cho bác, lúc em tặng cho bác. Sau đó cái bác từ chối, bác không nhận. Cái lúc đó cũng thấy hơi buồn buồn, tuổi mình cũng buồn lắm. Mình hỏi ông sao mà tặng đồ cho bác mà cái này nó cũng không có gì mà bác không nhận, buồn ghê. Thì ông xã nói chắc mẹ không thích. Nhưng mà xong rồi cái khi mà mẹ về thì mẹ cũng không cầm cái bóp đó về, vẫn để ở nhà. Thế em qua em thấy buồn quá, nên cũng thấy có tuổi ở trong lòng một chút. Nói chung là ghim từ đó đến giờ luôn. Lần đầu tiên gặp bác tặng cái bóp mà bác không lấy, thôi bây giờ khỏi tặng luôn, đúng không? Cái thế là không biết là bác như thế nào. Thế là từ đó về sau em cũng ít. Thôi xa lắm rồi, mê ghim gì đâu mà hơn 5 năm trời vậy đó. Tóm lại về con trai có quan tâm với cô không? Con trai là nó còn hời hợt hơn con dâu nữa. Trời đất ơi, rồi hai người hời hợt hết luôn vậy đó hả? Con trai nó còn hời hợt hơn con dâu vậy nữa. Thèn dâu chi. Còn... cái này là cái sai sót rất lớn nha. Dạ đúng rồi, cái đó em cũng là đừng có ghim nữa. Đó là cái tinh thần, nó không phải là tiền bạc. Chỉ cần một cái hoa, một cái bánh kem nhỏ thôi. Dạ đúng. Đó. Bây giờ anh nghĩ rằng là em có mong muốn tặng quà cho mẹ không? Dạ có ạ. Để tạo một cái bất ngờ cho mẹ thì em cũng chuẩn bị một cái món quà nhỏ nhỏ. Cũng sẵn chương trình này, con cũng xin là cảm ơn mẹ. Thứ nhất là đã
sinh ông xã và để con cũng có một người chồng cũng rất là tốt. Con cũng cảm ơn mẹ là mẹ đăng ký cái chương trình này để con mới được ghi hình lên truyền hình. Tại vì thật ra là cái chương trình này là mẹ đăng ký và mẹ rất là thích. Không phải mẹ thích đâu, anh nói thẳng ra luôn là mẹ muốn lên đây để nói vấn đề là em không có tặng quà cho mẹ đó. Vậy đi, bây giờ dạ, nè. Bây giờ ôm mẹ ha. Dạ vâng. Đây là lần đầu tiên ha. Em nói gì với mẹ? Món quà này coi như là món quà đầu tiên. Món quà đầu tiên này là con cũng tặng cho mẹ và con hy vọng là mẹ sẽ đón nhận nó. Và con hy vọng là sau này con sẽ được dịp tặng thêm cho mẹ nhiều những món quà khác nữa để mẹ vui. Dạ, con xin cảm ơn mẹ. Mẹ cũng cảm ơn con. Dạ, để con tặng cho mẹ. Mở quà luôn, cái gì đó? Dạ, chỉ là một cái cài áo thôi. Cài cho mẹ luôn. Cài trên như cài xuống nè. Wow. Con thấy sao? Dạ, rất là mừng. Rất là mừng, đúng không? Rất là vui, tại vì đây là... thế là cái bóp hồi nó nói thì bây giờ mới nhớ lại. Dạ. Chứ còn không nhớ cũng như quên rồi. Dạ. Nói chứ bắt đầu từ ngày hôm nay vẫn như thế nha. Một cái hoa nho nhỏ, một món quà nho nhỏ, dạ, một cái tình cảm của mình, thậm chí là một cái gì đó nó là tình cảm thôi, không cần phải tiền bạc nhiều đâu, mà mẹ rất là vui ha. Ơi, dạ, chúc hai mẹ con hạnh phúc mãi mãi nha, dạ, và luôn luôn thành công trong mọi công việc. Dạ.